chào buổi sáng. Nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, mịn man theo làn gió. Mơ hơi, trời cứ thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy dậy sớm đón chào ánh dương, ngày mới đến rồi. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hãy dầm lường thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Bây giờ nè, cũng phải cô Hồng Anh có hỏi ha, là các anh chị rất là vất vả, các con và các con á, để đáp lại là các anh chị đã đỡ vất vả để săn sóc mình tốt nhất, có sức khỏe săn sóc mình tốt nhất, thì các con phải sao? Chào buổi sáng. Tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương, ngày mới đến rồi. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Còn những giấc mơ.
dịu dàng. Có mỗi giấc sớm chưa qua hàng cây bụi sao. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi. Ngại ngùng chi một lời nói để dòng thời gian trôi qua đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời. Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ mỗi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Yeah.
đây chỉ anh. Vậy với mình thường đi chào em phim chào bên này chào rồi rồi nhá quá chào quá lắm hy vọng những kỷ niệm này sẽ mãi mãi theo bạn.
Cô Mùi ơi, rồi đúng rồi. Quay phim cũng đói bụng lắm á. Có lòng tin và lòng tội của mình thì các con sẽ không có cái cảm giác sợ hãi. Còn các con mà ngoan ngoãn thì các con sẽ đói bụng và sợ hãi. Bởi vậy nên luôn luôn các con phải tin tưởng và lòng tội. Sắp đi luôn bình an.